Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Vào clip hôm nay siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Thì cả nhà mình tôi đã được chị Thúy và mẹ Trà Bông hỗ trợ vô cho các bé đây nha cả nhà nha. Hỗ trợ vô trạm coi như là cho các bé sạch sẽ hơn, không có bị môi móc gì nữa hết cả nhà ha. Đang bị sạch, đang vô đất đá rất là dày nha, được sạch sẽ lên, chặn các bé lại để vô ha cả nhà. Bây giờ là mình đã đẩy được một ô là hai ô rưỡi rồi nhưng mà hết xe 10 khối rồi cả nhà mình. Một xe 10 khối rồi có 2 ô rưỡi à. Một lớp đá rất là dày nha, mình chỗ này là mình ban ra cái nữa là hết nước luôn nha. Lớp đá dày lắm nha cả nhà mình. Cái gờ ở đây nó vẫn còn cao lên, chặn đá lại hết ha, không có chạy xuống đường mương được nha cả nhà. Tất cả những cái gờ ở đây được rất là cao. Lớp đá này dày lắm nha. Dày lắm. Có gờ chặn lại hết. Có cái gờ này mình vẫn còn cao là mình không có sợ đá nó tràn ra bên cái đường cống của mình. Còn lại 2 ô rưỡi nữa, vậy là mình phải kêu thêm một xe nữa rồi cả nhà. Cả nhà mình nhìn kỹ thì kỹ là sẽ thấy một lớp phân của các bé đi nè. Cả nhà thấy không, một lớp phân đi rất là dày nè, đặt hết luôn á, đặt cứng hết luôn. Cái này lâu lâu mình phải đi hốt vô chứ thôi nó hôi, cái lớp đất này nè tụi nó cũng không có đi nữa, kiểu như nó nhiều quá rồi cả nhà mình. Nó đầy quá rồi, nó sẽ không còn đi nữa. Với lại là mình hốt đi thì nó đỡ hôi, nó khô vậy mình lấy kẹp, mình kẹp đi cũng được nữa. Thì chưa có dọn kịp, đâm ra một lớp phân còn quá trời. Mé bên đây đổ đá rồi thì cái nhà mình không thấy, còn mé bên đây cái nhà mình thấy nè. Cái nhà mình thấy rõ một lớp phân không? Tụi nó thích đi ngoài đất lắm, mình có đất là tụi nó ra à. Đổ này đổ đá này vô tụi nó cũng không có môi được. Bây giờ có làm gì làm, nhưng mà quan trọng là mình phải vệ sinh, mình phải hốt, chứ còn mình không hốt là nó cũng vậy. Đang cho đẩy vô ô thứ ba nha cả nhà. Đang đẩy ô thứ ba. Bé này ở ngoài chạy vô chạy ra.
đây siêu nhân cũng làm cho được cái chuồng để trú mưa trú nắng cho dịch rồi nha cả nhà. Đây mái che rồi đàng hoàng ha, mái che cập xuống rồi, cái khúc mà ngủ là cũng được giường tôn giáp vòng nha, giường hai mặt ba mặt luôn ha, để cho tụi nó là mưa gió đảo hướng nào chăng nữa cũng không bị ướt tụi nó ha, có đảo mưa đảo gió hướng nào chăng nữa cũng không bị ướt. Còn khúc ngoài này thì mình để trống cho tụi nó ra vô với lại cho ăn ha. Cũng được làm bằng con đồ đàng hoàng hết nha cả nhà mình nha, con mới đồ mới 100% ha, con dắt con máy toàn đồ mới hết, sóc nóc đồ kè lên đàng hoàng nghiêm chỉnh nha. Này phải nói là chị Thí và mẹ cho Bông quá chu đáo, lo từng chi tiết rồi. Siêu nhân cho cả nhà mình xem là mình bô sắt đàng hoàng ha cả nhà ha, bô sắt và đổ đà kiềng bụng giáp vòng hết luôn nha, đổ đà kiềng bụng cả nhà mình thấy nè, đà 20 đổ giáp vòng hết nha cả nhà mình, vậy nó mới chịu lực được nha cả nhà, mình chống được chịu được cái lực mà đất nó sạc vô nó lúng nó làm cho cái vách hầm mình bể bụng á, sạc bụng á, thì về mình chịu lại hết ha, mình kè hết ha. Nhà mình thấy như vậy là quá chắc chắn đúng không? Thật sự ra cây đà cũng như là cái xương của mình vậy cả nhà. Cái đà mình càng khỏe thì giống như cái xương mình càng chắc vậy thôi. Ngoài đó cả nhà mình thấy đã ra sắt đổ đà rồi đúng không, thợ đang đổ đúng không, mà ở đây còn lại như đây nữa nè cả nhà, còn lại như đây sắt nữa nè, sắt này là sắt đổ nè, nắp hầm á cả nhà mình, là có nắp hầm cả nhà mình thấy quá trời sắt đúng không, mà nhìn thấy vậy là cả nhà mình yên tâm đúng không, đổ nắp hầm là bao nhiêu đây à, nhân tính sẵn rồi. Bây giờ sau khi mình đóng hộc dán đổ cốt pha xong rồi, bây giờ bắt đầu tới mình tới khâu đổ bê tông nha cả nhà. Như cái này là cả nhà mình yên tâm rồi đúng không, quá yên lòng rồi, bởi vì thấy nó sẽ vững chắc hơn cả nhà mình. Cả nhà mình xem siêu nhân đã đổ xong dàn đà nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình thấy dàn đà chắc chắn chưa? Rồi bây giờ là tiếp tục xe lên trên nha cả nhà mình. Tất cả tường 20 hết ha. Mình xây bằng gạch quá lửa cả nhà mình ha, kêu bằng gạch cháy đó, gạch quá lửa. Nó cứng nha cả nhà. Rồi đã đổ đà kiềng bụng giáp vòng hết ha. Đà 200 hết nha cả nhà. Lên tới trên đó, lên tới trên là lên tới cột và lấy có hai cột rồi đó, rồi lúc đó là mình mới ngưng, là mình mới đổ nắp hầm á. Rồi hôm nay mình đã lên được một lấy cốt được
cái chiều cao có một cái vách hầm mà là cả nhà mình đó, lên tới đó rồi đó, lên tới Mỹ rồi ta làm mình đổ nó nắp đan ha. À, đường ống là chức năng cũng cho đang đi qua nè, nó đặt cái ống đi qua, ống 220 nha cả nhà mình, ống cũng quẹt cái ống không cả nhà thấy cái ống à. Rồi, coi như là mình cũng nhẹ bớt một phần nào rồi ha. Ví dụ giờ có mưa có lầy lội cho nữa mình cũng đỡ lo là mình không còn xuống dưới nhiêu nữa hết. Vẫn còn xuống dưới dọn dẹp nhưng mà không xuống nhiều. Và ở nhà mình thấy cũng được che đậy che chắn là hết, có đà có xương có đồ hết ha. Tường 20 hết toàn bộ nha cả nhà mình. Thả sắc râu rồi hết luôn nha, sắc râu nè. Đó, cả nhà thấy thả sắc râu để đường cách dây đường cách giữa không? Hết toàn bộ luôn nha, đâu mà đó rồi nè cả nhà. Cả nhà mình coi chủ nhân đã bô xong cái dĩ để mình đổ cái nắp hầm rồi nè. Cái này là cái dĩ sắt mình đặt khiên, mình khiên vô mình đặt lên cái nắp hầm mình đổ bê tông vô cái nhà mình ha. Đường cái này là cả nhà mình thấy nói chung là yên tâm ha, tại vì mình đường sắt rất là khít ha. Tính tim á cả nhà mình. Tính tim là ô vuông một tấc ha. Lọt lòng là không tới luôn á. Mình thấy cái dĩ khá chắc chắn không? Đặt lên đổ bê tông thôi, cứng khư. Vô tư nha cả nhà mình. Bắn mấy cái thùng này đi, sợ tối đi đá vô. Thôi hôm nay ít phút siêu nhân chia sẻ cho cả nhà mình xem đến đây ha. Siêu nhân cố gắng thực hiện xong cái trạm của máy ấm Như Quyên cho cả nhà mình ha. Thì siêu nhân nghe cả nhà Như Quyên báo là được sự chung tay của cả nhà mình, siêu nhân rất là vui, siêu nhân ráng cố gắng hoàn thành nha. Bây giờ siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn cả nhà mình trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.